Thuyết Nguyễn kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh Định cư và cuộc sống ở Canada. Thưa quý vị và các bạn, vào năm 1973, Thuyết nhớ rất rõ, tức là thời điểm đó vẫn còn cái cuộc chiến tranh Nam Bắc giữa miền Bắc với miền Nam ở Việt Nam. Trong cái làng của Thuyết á, thì có rất nhiều người đi bộ đội vào thời điểm đó hy sinh. Vâng, nhất là sau cái năm 72 gọi là cái cuộc chiến diễn ra ở coi như là thành Quảng Trị, các bạn nhớ là nó gọi là năm 72 đó. Thì cái đợt đó là hy sinh ở ngoài bộ đội ở miền Bắc vào trong đó là hy sinh rất nhiều. Và chính một người hàng xóm của Thuyết, tức là chồng của bà Tư, tên là bà Tư thì cũng đã hy sinh trong cái cuộc chiến đó. Thì các bạn biết không, thì vào thời điểm đó là khi mà chồng chết, những người phụ nữ đàn bà là người ta bao giờ để tang đúng 3 năm, ít nhất là 3 năm người ta mới đi lấy chồng. Thì cũng trong xóm của Thuyết có một ông tên là ông Oanh, thì ông ấy yêu bà Tư lại. Khi biết tin bà chết thì ông Oanh ông yêu bà Tư. Trong khi đó bản thân ông Oanh thì vợ cũng chết sớm mà ông ấy có một đứa con. Trong khi đó bà Tư thì có hai đứa con, một trai một gái. Lúc đó là Thuyết là 11 tuổi rồi. Thì các bạn biết không, thì vào cái thời điểm đó là bà Tư cũng thích ông Oanh rồi, nhưng có điều là bà nói với ông Oanh phải đợi chờ sau 3 năm thì mới có thể là lấy nhau được. Thì ông Oanh thì trong cái thời điểm đó các bạn biết là nó rất là khó khăn, và ông Oanh vẫn cứ đi đi lại lại giữa hai gia đình để giúp đỡ bà Tư những cái công việc lặt nhọc ấy. Thì trong cái thời điểm này á, bà Tư ngoài cái chuyện làm ruộng ra thì bà còn đi buôn bán nhỏ, tức là bà buôn bán rau cỏ các bạn ạ. Thì trong một cái quãng thời gian dài thì bà để dành được 5 chỉ vàng. Vào thời điểm đó 5 chỉ vàng cũng là một số tiền to, nhưng mà các bạn biết là nó không vàng ngày đó nó không đắt như bây giờ đâu. Tất nhiên là thời buổi đó nó nghèo nên là họ rất là quý. Và bà Tư này thì để cái số vàng này ở trong một cái hòm. Ngày xưa ở miền Bắc ấy, lúc đó nghèo lắm các bạn. Mỗi gia đình nhà nào á, ví dụ người ta là có một cái hòm để đựng quần áo, hoặc là ví dụ có ít tiền thì để trong đó. Đôi có những gia đình còn không có khóa. Thuyết nhớ gia đình nhà Thuyết còn cái hòm còn không có khóa, chơi chọi chơi ra đó nó chả có gì cả. Thì nhà bà Tư cũng vậy, có một chiếc hòm để đựng coi như mấy bộ quần áo rách thôi. Và bà ấy giấu coi như là giấu cái vàng 5 chỉ vàng này trong một cái tất chân tất tay đó, sau đó gói dí vào trong cái dưới đáy cái hòm này. Thì vào thời điểm đó các bạn biết là ông Tư vẫn đi lại cùng với bà Tư. Thì trong một lần đi lao động á, thì bà Tư lại bị té ngã các bạn. Thì khi đó là bà bị té ngã và bà bị đi viện và có kiểu như là bị mất trí nhớ. Các bạn biết là thời điểm đó người ta còn có khi còn không biết cả bệnh mất trí nhớ. Tất nhiên là bà cứ quên quên nhớ nhớ như này, người ta chỉ biết như vậy thôi, hàng xóm cũng biết như vậy thôi. Có nghĩa là sau khi đi viện về thì bỏ ra cái tình trạng như vậy. Và một hôm thì các bạn biết không, là bà Tư kêu ầm lên là bà mất vàng. Thì ở đây bà nói là bà không biết là có bao nhiêu vàng, có mấy cây vàng. Tức là bởi vì chỉ có 5 chỉ vàng thôi nhưng mà lại nói mấy cái vàng, tức là bà quên quên nhớ nhớ. Thì bà ấy, mất vàng thì lúc đấy các bạn biết là làng xóm đến hỏi thăm nhiều lắm, và bà ấy kêu ầm lên là mất mát như vậy. Và ở đây thì ngay lập tức coi như là công an người ta đến hỏi thăm, ngày đó là dân quân làng, và sau đó đến công an xã, công an tỉnh. Thì các bạn biết không, thì khi mà mất á, thì một mất 10 ngờ, và ở đây chỉ có ông Oanh là ông ấy đi lại nhà bà Tư liên tục, có mà biết cả chìa khóa. Tức là ví dụ nhá, nhờ bà Oanh đi làm chẳng hạn, gửi con ở cho hai đứa ở nhà trẻ hay là chúng nó đi học chẳng hạn, thì cái chìa khóa thường thường là khóa cửa lại khi đi làm á, là giấu một cái góc nào đó. Thì chính ông Oanh cũng biết cái chỗ để chìa khóa, bởi vì đôi khi ông Oanh đi làm về sớm, ông còn mở khóa, ông còn đi gánh nước cho bà ấy, có thể là nấu cơm cho bà ấy, cho nên là biết cái chỗ để chìa khóa. Chính vì vậy mà khi mà mất thì bà ấy báo coi như là dân quân xã, dân quân làng. Thì lúc này thì người ta vào điều tra cả công an nữa, thì chỉ có ông Oanh đi lại đó và có mỗi cái chìa khóa đó để chỗ đó là ông Oanh biết. Và ngay cả cái hôm mà bà kêu mất thì ông Oanh cũng đã vào nhà. Trên là cuối cùng ông Oanh này bị bắt đi lên trên để người ta điều tra các bạn ạ. Ngày xưa đã bắt đi là hầu như là không được thăm hỏi gì đâu. Đến khi mà công an người ta hỏi kiểu gì thì kiểu, thì bà Tư này cũng nói là chỉ có mỗi ông Oanh biết thôi. Và ông Oanh thì khẳng định là ông không lấy cắp gì cả. Và ông ấy nói rằng là
Nếu mà em cứ cố tình mà nói là vu cho anh lấy tội thì anh cũng phải chấp nhận thôi, chứ anh không biết thanh minh thế nào. Và nếu mà em cứ khăng khăng mà để được khẳng định là anh là đồ ăn cắp thì anh sẽ chấp nhận đi tù để cho em thỏa mãn cái lòng của em. Còn trong có trời có đất, anh hứa rằng anh yêu em, anh muốn lấy em làm vợ và anh chưa bao giờ có ý nghĩ ăn cắp từng cái gì của gia đình em. Vâng, câu chuyện nó vượt qua như vậy. Và cuối cùng các bạn biết không, ông Oanh đã bị xử đi tù. Lúc đó Thuyết cũng không biết là ông tù bao nhiêu lâu cả các bạn ạ. Nhưng sau này thì mới biết là đi tù 18 tháng. Ngày xưa đi tù 18 tháng đến 2 năm là kinh khủng lắm. Mà ngày xưa là những người đi tù về khó mang xác về các bạn. Thì trong thời gian ở trong tù của các bạn thì chính ông Oanh là theo như Thuyết biết thời đó là báo mọi sau cái này ông chết ấy, là nghe được cái thông tin là ông bị bệnh ở trong tù chết, không biết là bị bệnh hay là thật sự là đầu gấu đầu mèo hay cái gì mà ông chết trong tù các bạn ạ. Đó thì các bạn biết không, kể lại cái câu chuyện đến khi ra tòa xử 18 tháng tù, chính ông Oanh cũng nói ở tòa là tôi không bao giờ lấy cắp lấy trộm gì cả ấy, của bất cứ ai cái gì từ bé đến giờ. Và trong câu chuyện vàng bạc của bà Tư là ông Oanh hề là không không lấy một đồng nào, không lấy, thậm chí là bà để đâu ông còn không biết. Và ông đã khẳng định rằng tại công an hỏi tại sao ông ký vào đơn này, ông ấy ký là vì bị đánh đau là một cái. Thứ hai ông khẳng định ông nói trước với bà Tư ở tòa ấy, ông nói rằng là vì em cứ đổ tội cho anh cho nên là anh muốn cho em thỏa mãn cái lòng đó, anh ký vào đơn. Và cuối cùng khi ông chết, khi ông Oanh này mà chết được một thời gian sau thì cái mái ngói nhà bà Tư này nó bị dột, kiểu ngày xưa gọi là cái nhà nhỏ xíu thôi các bạn, có mái ngói đấy. Người ta lợp ngói, mưa dột thì bắt đầu mới thuê thợ, gọi mấy người hàng xóm đến coi như là dọi ngói lại, đi mua mấy viên ngói về chữa trị lại. Thì cuối cùng là một cái người thợ hàng xóm mới phát hiện ra có một cái chai bằng thủy tinh nhỏ nhỏ để ở một cái góc quá gian nhà các bạn, ở trên gác gác nhà này này. Và lúc đó là lấy ra thì mới thấy phát hiện vàng ở trong đó, thì lúc đó là bà Tư bắt đầu mới chợt nhớ ra thôi chết. Thành ra cuối cùng ngày xưa là bà ấy để ở hòm, để một cái hòm ở nhà thì bà nghĩ không chắc chắn. Cho nên là bà đã để cái mấy cái chỉ vàng này vào trong cái nọ đó và bà gác lên để trên cái quá giang nhà. Và bà còn cẩn thận bà lấy một ít cái vôi vữa bà chát chát vào đó. Vâng. Thì cuối cùng đến khi mà bà phát hiện ra 5 chỉ vàng của bà thì lúc này là căn bệnh của bà quên quên nhớ nhớ là đã khỏi rồi nhé các bạn. Thì lúc này bà bắt đầu mới nhớ lại sự việc và cuối cùng bà mới hiểu ra rằng à, thành ra mình đã đổ tội cho người yêu của mình ăn cắp vàng và chính cái hành động của mình vô tình đã giết người yêu của mình ở trong tù. Vâng, thưa quý vị và các bạn. Thuyết xin lỗi quý khán thính giả bởi vì các bạn đang nghe một câu chuyện có vẻ như nó không liên đới gì đến những câu chuyện tình đang diễn ra ở xứ sở La Vong. Tuy nhiên Thuyết muốn kể câu chuyện này với các bạn bởi lý do câu chuyện ngày hôm nay Thuyết kể nó có những cái sự rất giống nhau với câu chuyện mà hôm nay của Ngân và bác sĩ Trần. Vâng, không biết một cái thông tin từ đâu mà hôm nay bác sĩ Trần tự nhiên lại nghe tin là Ngân bị ốm. Và chiều ngày hôm nay thì bác sĩ Trần đã phóng xe đến nhà Ngân và lao vào trong cửa nhà Ngân. Vâng, đây là một cái câu chuyện mà có rất nhiều cái suy đoán sai rằng là bác sĩ Trần nếu đến nhà Ngân thì sẽ có những kế sách nọ, kế sách kia hoặc sẽ mang những bông hoa tươi đến, những lời nói tốt đẹp thế loại thế kia. Nhưng như các bạn đã biết trong 2 ngày qua thì những cái trường hợp đó nó không xảy ra mà bác sĩ Trần đã sử dụng một cái phương cách rất là mới, có nghĩa là không có hoa, không có quả bánh gì hết mà chỉ có đến không thôi. Và hôm nay cũng vậy, khi mà nghe tin Ngân bị ốm là bác sĩ Trần lao xe đến và coi như là lao vào trong nhà. Thì anh Đoàn Dư chính là vệ sĩ và gác cổng ngày hôm nay. Vậy thì câu chuyện gì đã xảy ra giữa vệ sĩ Đoàn Dư với bác sĩ Trần ở ở cái ngôi cổng của nhà Ngân? Vâng, thì trước khi nói về cái câu chuyện này thì Thuyết muốn nói rằng anh Đoàn Dương ngày hôm nay đã từ sáng sớm anh ta đã đưa mẹ của mình đến đây. Và trong ngày hôm nay các bạn biết đó, Ngân bị ốm, Ngân bị bệnh và chính người đàn ông tên là Vinh có đứa con trai là Quang đó. Khi biết tin là buổi sáng nay Ngân đã ốm rồi và đến buổi trưa cậu ta đang đi làm thì gọi điện về nhà thì biết rằng là Ngân vẫn không khỏi ốm và cậu ta rất sốt ruột, cậu ta đã bỏ việc làm nhờ Tuấn chở mình về nhà để coi như là động viên Ngân, nói chuyện với Ngân.
Bởi vì cậu ta biết rõ rằng Ngân ở đây ốm là ốm vì cái căn bệnh, tức là do suy nghĩ nhiều quá, chứ không phải là vì cái gì cả. Và nếu có những lời động viên kịp thời thì có thể Ngân sẽ khỏi ốm. Chính vì vậy mà Tuấn đã trở về nhà để động viên Ngân. Và các bạn đã biết trong cái video trước, câu chuyện đã xảy ra giữa Ngân và rồi Thuyết xin lỗi, từ nãy giờ Thuyết toàn nói Tuấn thôi, giữa Ngân và Vinh như thế nào các bạn nhé. Anh Vinh chứ không phải là Tuấn nhé các bạn. Đó, cho nên là Thuyết bây giờ cũng có bệnh là hay quên, quên quên nhớ nhớ, cho nên là thật sự mong các bạn thông cảm. Tức là anh Vinh là cha của bé Quang đã coi như là chạy về đang làm, và khi nghe tin là Ngân vẫn chưa khỏi ốm thì chạy về, quyết định là nghỉ việc chạy về để động viên Ngân. Thì trong câu chuyện này, nói thật với các bạn là trong video trước các bạn không nghe đến một câu nào nói về anh Đoàn Dư. Các bạn biết rằng là anh Đoàn Dư có một cái thế yếu. Thế yếu là cái gì ở đây các bạn biết không? Vâng, có vẻ trong mấy ngày qua có rất nhiều người muốn rằng Đoàn Dư và Ngân sẽ trở thành hai vợ chồng, sẽ trở thành một cặp với nhau. Bởi vì Đoàn Dư rất nhiệt tình, đi sang từ Canada đến Thái Lan để cứu Ngân về. Rồi thì đi lên từ Campuchia về đến trên Vancouver, luôn luôn ở bên cạnh Ngân. Và đến khi đưa Ngân trở về nhà nữa, lúc đấy cậu ta mới trở về nhà thăm mẹ, đúng không ạ? Rất nhiệt tình và rất là sẵn sàng hy sinh cả mạng mình ở tại Thái Lan để bảo vệ Ngân. Thì trong cái sự việc này thì có rất nhiều người mong muốn Ngân sẽ quyết định lấy anh Đoàn Dư. Thuyết cũng biết điều đó, nhưng điều này chúng ta chưa thể nói được được. Bởi vì nó là duyên nợ với nhau. Ai có nợ ai hay không thì chúng ta còn phải chờ đợi. Thì trong câu chuyện ngày hôm nay, Thuyết thấy rằng Đoàn Dư có một cái điểm yếu. Ở đây không biết gọi là điểm yếu có đúng hay không. Có nghĩa là sao? Anh Vinh có một lợi thế là mình có đứa con và đi vào phòng được của Ngân. Còn thì Đoàn Dư thì các bạn biết đó, một anh trai tơ mà bây giờ là thấy Ngân khóc ở trong phòng thì cũng đi tự nhiên đi vào phòng Ngân thì nó rất là bất tiện, đúng không ạ? Thế các bạn cứ hình dung ra xem. Đấy. Trong khi đó thì anh ta lại mới quen biết Ngân một cái thời gian ngắn này thôi. Đấy. Trong khi đó thì Vinh thì lại ở cùng nhau, một đứa con của Vinh thì lại là con của Ngân nhận làm con nuôi rồi. Cho nên là họ có một sự thân cận hơn, ở cùng nhà với nhau bao nhiêu lâu, đúng không ạ? Cho nên là chính vì vậy á, là Vinh ra vào phòng của Ngân là rất là bình thường, nó không có vấn đề gì cả. Trong khi đó thì Đoàn Dư thì rất muốn vào động viên Ngân khi biết là Ngân đang ấm ức bị khóc. Khi thấy Nguyệt nói đi vào cửa và lại quay ra và nói rằng là cô Ngân đang khóc rất là nhiều. Anh Dư ạ, bây giờ làm sao anh có thể vào động viên cô Ngân được hay không? Thì bảo làm sao mà khóc? Nhưng mà bên trong đó, Nguyệt nói là trong đó có anh Vinh đang ở trong đó. Và Dư chỉ cần Dư vào đến cửa phòng, thấy Ngân đang khóc và Ngân đang tâm sự cùng với Vinh rất là nhiều. Và chính cái vấn đề này, Dư cũng không tiện để mà đi vào động viên Ngân nữa các bạn. Đây chính là cái điểm thiệt thòi của Đoàn Dư. Vâng, theo như Thuyết biết, trước khi đến nhà Ngân, gần đến nhà Ngân rồi thì bác sĩ Trần gọi điện cho Nguyệt ra mở cửa. Thì Nguyệt đến khi mà nhìn thấy số điện thoại của bác sĩ Trần cái là coi như là tắt máy luôn, không thèm nghe. Thì sau đó bác sĩ Trần gọi cho Đông Nhi. Thì Đông Nhi không dám tự mở cửa các bạn. Thì Đông Nhi đã vào phòng của Ngân là thông báo rằng là bác sĩ Trần đã đến cửa rồi, có mở cửa cho bác sĩ Trần vào không. Thì Ngân lúc này thì coi như là không nói gì cả. Và Ngân vén cái chiếc màn gió để từ cái cửa sổ của mình để nhìn ra cái cánh cửa ở bên ngoài bên kia để xem bác sĩ Trần như thế nào. Trong khi đó thì anh Đoàn Dư nghe tin là bác sĩ Trần đến thì anh ta đã vội vàng ra cửa. Đấy, là để ngăn chặn không cho bác sĩ Trần vào. Mục đích là như vậy. Mà ở đây nói với các bạn rằng nhà Ngân là kín cửa cao tường nhé. Trong khi đó thì tất cả những nhà cửa ở bên Canada này không có cửa đâu các bạn. Tức là ví dụ như là người ta làm trên một mảnh đất này thì các bạn đi thẳng mà phát là đến cửa nhà luôn, chứ nó không có cửa ngoài như ở bên phía Việt Nam. Nhưng trong khi đó thì nhà Ngân là một ngôi biệt thự lớn thì có hết cả một cái vòng ngoài, tức là cửa bên ngoài các bạn. Đó. Còn những nhà khác như nhà Tám Trang nhé, nhà Tám Trang đang ở cái thứ đó nhé, rồi bất kể nhà ai nhé, là đều ví dụ các bạn vào nhà là các bạn đi thẳng vào được đến cửa nhà luôn tại chỗ, không có cửa cổng. Nó khác hoàn toàn ở Việt Nam nó là như vậy. Thì ở đây thì coi như là khi mà anh Đoàn Dư nghe cái thông tin bác sĩ Trần đến thì anh ta đã đi ra bên ngoài cửa. Và với cái cách vẫn như cái chiến thuật ngày hôm qua, Đoàn Dư đã nói với bác sĩ Trần là bác lên đi về. Bởi vì khi nào, nếu mà bác đến đây chỉ có khi nào được sự đồng ý của Ngân thôi. Và bác biết rằng là khi mà bác đến đây, cái câu chuyện của bác đã khiến cho Ngân rất đau khổ và Ngân buồn rầu.
Trên là bác cứ nói rằng là bác yêu Ngân, nhưng mà tất cả những hành động của bác đó đã khiến Ngân rất là buồn. Một khi người ta yêu một ai đó thì người ta phải làm cho người yêu mình vui vẻ, thoải mái, đúng không ạ? Còn bác chỉ làm cho người yêu bác buồn thôi. Thì trong khi đó thì đến khi mà bác Di Trần và Đoàn Dư đang nói chuyện ở ngoài cổng với nhau thì Ngân đã xuất hiện. Ngân nói với anh Đoàn Dư là thôi cứ mở cửa cho bác ấy vào. Khi mà nghe Ngân nói vậy thì anh Đoàn Dư đã bắt buộc phải mở cửa cho bác sĩ Trần vào. Và bác sĩ Trần đi vào ở trong cái tay bác sĩ Trần cầm một cái chiếc cặp. Ở đây gọi như thế nào nhỉ? Một cái chiếc cặp rất nhỏ thôi, và trong cái đây chính là cái đồ nghề của bác sĩ các bạn ạ. Tức là những bác sĩ mà người ta đi đâu ra khỏi nhà mà đi khám bệnh cho một ai đó thì thường thường người ta xách như là một cái ca táp ấy, trong đó có cái tai nghe rồi mấy cái dụng cụ đơn giản kiểu như vậy. Và chính bác sĩ Trần đã mang những cái dụng cụ này đến đây. Thì khi mà bác sĩ Trần bước chân vào coi như là cầm một cái, tức là Đoàn Dư vừa mở cửa ra cái bước chân vào cổng một cái là coi như bác sĩ Trần đã ôm lấy Ngân luôn các bạn. Và chính Ngân không kịp phản ứng, bác sĩ Trần đã ôm lấy Ngân là anh nghe tin em bị ốm, ốm đau như thế nào, bệnh tật như thế nào. Và bác sĩ Trần coi như là sờ tay luôn lên trán của Ngân để kiểm tra. Để Ngân coi như là hơi đẩy tay bác sĩ Trần ra. Và lúc này là Ngân bảo mời bác sĩ Trần vào trong nhà. Vâng, hôm nay khác với hôm qua. Ngày hôm qua bác sĩ Trần đến thì Ngân đã cố tình, hay là chính xác hơn là anh Đoàn Dư đã cố tình dẫn dụ bác sĩ Trần đi ra ngoài vườn, đúng không ạ? Và Ngân cũng đồng tình trong cái chuyện đó. Nhưng đến ngày hôm nay thì Ngân lại chủ động đi trước bác sĩ Trần, coi như là kèm đi đi song song với Ngân luôn, tức là như là kiểu tay tay khoác tay đấy, nhưng mà ở đây là không khoác tay, ý của thuyết là hai người đi song song với nhau cùng mặt hàng như này. Và Ngân đã bước tiến về phía phòng phòng khách để tiếp đãi bác sĩ Trần. Đoàn Dư cũng theo sau. Vâng, và thậm chí các bạn biết không, cả coi như là Nguyệt cũng bế cả đứa bé vào. Trong khi đó thì Vinh cũng thấy thế cũng đi sang. Các bạn biết không, đến khi bác sĩ Trần nhìn tất cả mọi người ngơ ngác và bác sĩ Trần nói một câu rằng là ồ, tại sao mọi người lại căng thẳng như vậy? Tôi chỉ đến khám bệnh cho Ngân thôi, động viên Ngân thôi chứ có gì đâu mà tại sao tôi nhìn thấy nét mặt mọi người rất là căng thẳng. Mọi người làm như là tôi chuẩn bị bắt cóc Ngân đi đâu không bằng. Khi nghe bác sĩ Trần nói như vậy thì Nguyệt và Vinh nhìn nhau thì hai người đã như là nháy mắt nhau đi ra ngoài. Bởi vì các bạn biết rằng là chính tối hôm qua Ngân cũng đã nhắc nhở Nguyệt mấy lời rồi là không nên đối xử với bác sĩ Trần bằng những cái lời lặng nhẹ như vậy. Đấy. Thì Nguyệt đã hiểu ý là đã đi ra ngoài, không không ở đó nữa. Thì ở đây chỉ còn mỗi Đoàn Dư ngồi lại. Và các bạn biết câu chuyện bắt đầu như thế nào không? Đây chính là cái câu chuyện mà lý do tại sao Thuyết đã kể câu chuyện về cái bà Tư và ông Oanh ở làng của Thuyết từ năm 1973. Thì trong câu chuyện ngày hôm nay thì khi mà vào đó bác sĩ Trần vẫn rất là tự nhiên, mặc dù Đoàn Dư ngồi cái bên bàn ở đối diện như vậy. Đấy, bác sĩ Trần chủ động nhé các bạn. Khi mà Ngân vào ngồi cái ghế ở bàn kia là bác sĩ Trần cũng ngồi cái cạnh Ngân luôn. Đó, tức là bác sĩ Trần đã chủ động. Còn thì Đoàn Dư thấy vậy thì cũng kéo cái ghế ở bên này ngồi đối diện bên bàn bên này. Đó. Thì sau khi mà ngồi vào và Nguyệt và Vinh vừa đi ra khỏi phòng là bác sĩ Trần bắt tay vào công việc luôn. Có nghĩa bác sĩ Trần bắt tay lên trán Ngân xem xét và định lấy coi như là cái đồ nghề ở trong kia ra để coi như là kiểu như là nghe những cái tai nghe để mà nghe xem là Ngân có bệnh gì nọ kia hay không á. Thì chính Ngân đã chặt tay bác sĩ Trần lại, nói rằng là ồ, anh không cần khám đâu, bởi vì Ngân biết rằng là trong người của Ngân có bệnh gì hay không. Hiện tại Ngân chẳng có bệnh gì cả đó, mà tại sao coi như là anh nghe tin ai nói em bị bệnh mà lại đến đây? Thì bác sĩ Trần nói chỉ có cười thôi các bạn ạ. Đó, bác sĩ Trần vẫn có cái kiểu từ ngày xưa đến giờ ấy, đôi khi là khó nói hoặc là muốn có một cái gì bí hiểm một tí và làm cho đối phương yêu thích mình ấy, là bác ấy nói chuyện bằng mắt mà, cho nên là chỉ cười và cái vài nhạy đôi mắt này nhấp nhá nhấp nháy. Các bạn vẫn biết được cái tính cách của bác sĩ Trần như vậy. Tất nhiên là theo thuyết nghĩ người ta chỉ sử dụng một một vài lần hoặc một cái thời gian ngắn nó còn hiệu nghiệm, chứ còn một cái thời gian dài rồi thì cái điều đó nó trở thành đôi khi là lố bịch các bạn. Thì ở đây Ngân đã thăm dò là không biết là ai thông báo cho bác sĩ Trần là biết mình ốm mà đến đây mang theo cả cái bộ đồ nghề để khám, và Ngân đã biết trước như vậy và Ngân nói là Ngân không bị ốm gì cả. Thì lúc đó bác sĩ Trần bắt mạch được luôn, đúng là bác sĩ rất là tinh.
Một người bà bảo ốm đau như vậy, không ăn uống được gì như vậy mà bảo không ốm gì cả, thì các bạn biết là những người bác sĩ thì người ta bắt mạch là sẽ là bị bệnh gì không các bạn? Nếu các bạn thử đưa ra lời dự đoán, theo thuyết nghĩ là ít bạn có thể dự đoán đúng. Chỉ có người nào ấy đang ở trong trạng thái đang yêu thì mới có thể bắt mạch được. Đó chính là căn bệnh của tình yêu. Đó chính là Ngân đang bị bệnh. Bệnh đó chính là bệnh đau ở trái tim chứ không phải đau ở thể xác các bạn ạ. Vâng, một người mà không có ăn uống, chỉ có khóc, nhớ thương thì tất cả những điều đó là một cái triệu chứng gọi là đang yêu, và người ta bị tổn thất, người ta đau ở trái tim bị tổn thương và đang được cần cái sự chữa trị đến từ trái tim. Cái sự chữa trị này đó là những lời mật ngọt, những lời yêu thương, những lời hứa hẹn, những lời động viên, những cái ôm ấp, đó là cái cách chữa bệnh. Vâng, bác sĩ Trần hiểu nhanh lắm. Trên là bác sĩ Trần đã nói với Ngân là anh biết rằng em không bị bệnh, em chỉ đau, em đau nhưng mà em đau ở trái tim chứ em không phải đau trong thể xác của con người. Ở đây thì rõ ràng là không có ai tin bằng bác sĩ Trần hết đấy. Bởi vì con người của bác sĩ Trần bảy mấy tuổi rồi đúng không ạ? Kinh nghiệm đầy mình, vượt qua hàng hàng chục cái cuộc mối tình làm sao mà chả có kinh nghiệm. Ngày xưa cứ chỉ bảo nói với một mình bà Ngọc Trinh, nhưng bác sĩ Trần vượt qua, tức là có quá nhiều cuộc tình và cái đó chính là có quá nhiều kinh nghiệm. Khi nghe bác sĩ Trần nói vậy ạ, Ngân không biết nói cái điều gì cả, bởi vì bác ấy nói đúng tim rồi. Cho nên là Ngân chỉ biết gọi là như là mắc cỡ xấu hổ, gọi là quay mặt lé né, cái lé tránh cái ánh mắt của bác sĩ Trần. Lúc đó bác sĩ Trần đã nói rằng anh biết rằng em cần một cái thời gian nghỉ ngơi, một cái thời gian yên tĩnh, và ở đây anh có thể ngày mai có thể đưa em đi biển hồ, đi một số công viên, đi những nơi để coi như tham quan cho coi như là tâm hồn nó thanh thản, và đó chính là cái cách để coi như để cho em mau khỏe lại nhất. Lúc này anh Đoàn Dư ngồi bên kia cảm thấy nó quá ngứa tai rồi các bạn. Các bạn hình dung ra là những người như Đoàn Dư nó chỉ có hai phương pháp thôi. Những người mà đứng trong mà nói thật với các bạn thì như thế này. Trong một cái cảnh mà có một đôi trai gái bên cạnh mà nói những lời yêu đương thì cái người bên cạnh nó sẽ có hai cái phản ứng. Một là người ta rất xấu hổ, người ta sẽ bỏ đi. Hai là người ta sẽ rất giận dữ, người ta sẽ giận dữ, người ta sẽ coi như là làm cách nào đó để gây tổn thương cho cái người đã đang nói những cái lời đó. Thì đây ở đây chính là Đoàn Dư sẽ xử lý theo cách thứ hai, đúng không ạ? Anh ta không xấu hổ bỏ đi. Đấy, như người khác người ta có thể là thấy mà coi như là một người đàn ông tán tỉnh một người đàn bà trước mặt mình như thế thì cảm thấy rất là xấu hổ đúng không ạ? Xấu hổ ở đây là xấu hổ cho hai người kia chứ không phải xấu hổ cho bản thân mình, và người ta sẽ bỏ người ta đi, người ta không thèm nói gì cả. Nhưng anh Đoàn Dư sẽ chọn cái cách thứ hai và đã nói rằng thôi bác sĩ ơi, tất cả những cái bài vở của bác sĩ đã cũ quá rồi. Nói thật là ở đây là Ngân đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn. Nói đúng nó là như vậy. Và hôm qua ấy, bác có nghe Ngân nói không? Hôm qua Ngân nói rằng nếu mà bác không chấp nhận, không chịu trả lại số tiền 50 triệu đô thì bác và Ngân chỉ có thể gặp nhau ở ở tòa án hoặc là ở đồn cảnh sát mà thôi. Thì bác phải hiểu nó là điều đó. Chứ bác đừng bây giờ coi như lại dở bài cũ ra. Ở đây ai cũng biết rằng là Ngân bị bệnh trong thời gian đó và không kiểm soát được được bản thân. Và khi mà nghe những cái lời bác nói như vậy là Ngân không kiểm soát được. Tôi nghĩ rằng bác có một cái điều gì đó mà chính có nhiều người đàn ông cũng bị bác mê hoặc. Mê hoặc ở đây là tự nhiên họ sẽ làm theo cái ý của bác. Không biết là bác sẽ dùng cái kế sách gì cái trong trong cái cách thức của bác, có cái phương thuốc gì như là bùa bả gì đó khiến cho Ngân u mê. Mà tôi nghĩ rằng là bác không nên dùng những cái điều đó nữa. Mà điều này nếu mà đây là cái sự cảnh báo, còn nếu bác vẫn đưa ra những cái điều đó thì tôi sẽ có cách để khiến bác sẽ đau khổ và khi đó hối hận cũng không hối hận được nữa. Vâng, thì các bạn biết bác sĩ Trần trả lời Đoàn Dư thế nào không? Bác sĩ Trần rất cứng rắn. Bác sĩ Trần nói rằng tôi biết anh Đoàn Dư, anh đã sống trong cái giới giang hồ và đôi khi anh sử dụng những cái cách thức của những người giang hồ đối xử với nhau. Cái điều đó đối với mọi người có thể khâm phục, có thể kính trọng anh, nhưng đối với tôi cái trò đó nó như là một cái trò trẻ con vậy. Anh thử nhìn lại bản thân anh và tôi nói luôn cả tất cả những người bên cạnh anh trong gia đình này nữa này. Một vài người có những lời nói nọ, lời nói kia với tôi. Nhưng nói thật nhé, nói thật, người ta nói là
Thuốc đắng giá tật sự thật mất lòng. Khi tôi nói thật thì anh sẽ không vừa lòng đâu, nhưng tôi cũng sẽ nói thật để cho anh nghe. Tất cả những lời nói của anh và của những người bên cạnh như người hôm qua, mấy người hôm qua ấy, tất cả những điều đó tôi không để vào tai. Bởi vì các bạn ở đây đều, khi mà đến với Ngân đều có cái mục đích hết. Còn bản thân tôi không vì cái gì cả, tôi chỉ vì tình yêu, mà tình yêu thì không có tội. Tất cả lời lẽ của các bạn không để vào tai tôi. Nếu lời nói đó của Ngân, ok, tôi sẽ chấp nhận. Nhưng nếu lời đó của anh thì tôi không bao giờ có như cái lời gió ấy. Tức là như gió nó thoảng qua tai, tôi không bao giờ để vào trong tai hết. Chuyện tiền bạc hoàn toàn không liên quan gì đến anh và không liên quan gì tới tất cả mọi người. Chuyện này chỉ có tôi và Ngân hiểu, còn ngoài ra không ai hiểu được hết. Tôi có thanh minh bây giờ không được. Anh và tất cả những người chung quanh anh, trừ Ngân ra, không ai có quyền nói chuyện về tiền đối với tôi. Còn nếu chính thức tự mồm Ngân nói ra chuyện vấn đề tiền bạc, tôi sẽ giải quyết riêng với Ngân. Các bạn biết lúc đó Đoàn Dư không biết trả lời như thế nào, bởi vì thật sự cái lý của bác sĩ Trần đưa ra nó khá là cứng các bạn, theo thuyết nghĩ là như vậy, đúng không ạ? Bởi vì bác sĩ Trần có lỡ Đoàn Dư đâu, hoặc có tiêu tiền xài tiền của Đoàn Dư đâu, và nếu chỉ có Ngân là người coi như là ví dụ số tiền đó của Ngân thì Ngân được phép nói, đúng không ạ? Và bác sĩ Trần cũng rất là bất ngờ, ngay cả Đoàn Dư cũng bất ngờ. Lúc đó Ngân đang quay mặt đi một cái hướng khác, bởi vì trước đó bác sĩ Trần tán tỉnh mấy câu thì Ngân có vẻ như e thẹn đã quay mặt đi một hướng khác để né tránh ánh mắt của bác sĩ Trần. Tuy nhiên khi nghe bác sĩ Trần nói như vậy thì Ngân đã quay lại nói rằng: "Ồ, vậy là anh có tiền là đưa trả lại em phải không?" Thì bác sĩ Trần nói rằng: "Nếu mà em đòi anh số tiền mà em nói rằng đã đưa cho anh 50 triệu như là lời hôm qua em nói á, nếu mà em nhất quyết để đòi anh số tiền đó thì anh sẽ trả lại em." Khi mà nghe bác sĩ Trần nói được câu này, cái là Đoàn Dư vỗ tay hoan hô các bạn. Ồ, mừng quá rồi, bác sĩ Trần đúng là người quân tử, nói lời giữ lời. Tuy nhiên lời nói của bác sĩ Trần chưa hết, nhưng Đoàn Dư đã cắt ngang thế rồi. Bác sĩ Trần tiếp tục nói với Ngân như thế này: "Nếu em muốn lấy cái số tiền mà em nói anh đã lấy của em 50 triệu đó thì anh sẽ trả em. Em có biết anh trả em bằng cách nào không? Bây giờ em sẽ viết một cái giấy tờ là anh đã cầm của em 50 triệu đó. Em cứ viết y như thế nào đó thì em cứ viết nguyên suy nghĩ như vậy là anh Trần đã cầm của em 50 triệu đô tiền như này, tất cả em ghi vào theo cái ý nghĩ của em. Và anh sẽ không một phút giây ngần ngại, anh sẽ ký vào. Và hậu quả, kết quả như nào thì em biết rồi. Bởi vì anh nói từ hôm qua mà lời nói của anh thì sẽ không bao giờ thay đổi. Có nghĩa là anh không, bây giờ anh không có cái số tiền đó. Nhưng mà khi em biết là anh lấy số tiền đó của em thì anh sẽ ký vào đó. Và anh sẽ chấp nhận đi tù." Vâng, đây là ban đầu mà khi Thuyết nghe câu chuyện này, Thuyết cũng không hiểu nó như thế nào. Nhưng ở đây khi bác sĩ Trần nói như vậy là các bạn có hiểu như thế nào không? Có nghĩa bác sĩ Trần, ý của bác sĩ Trần nói rằng bây giờ cái số tiền đó không còn rồi. Và nếu Ngân bây giờ muốn nói cái gì trong cái lá đơn mà muốn tố cáo bác sĩ Trần là ông này đã cầm của tôi 50 triệu này từ ngày tháng năm này năm này và có gì sử dụng vào mục đích gì, chẳng hạn là bắt cóc hay cái gì đó, đầu tư hoặc cái gì đó để lừa đảo tôi, tất cả mọi chuyện, thì bác sĩ Trần sẵn sàng ký nhận vào, có nghĩa là đúng, sự việc đó là đúng. Và đến khi mà đòi thì không có tiền mà trả thì bác sĩ Trần bắt buộc phải vào tù rồi, bởi vì cái tội lừa đảo, đúng không ạ? Bây giờ Ngân có viết lá đơn mà trong đó là tội lừa đảo hoặc là tội coi như là cưỡng bức chiếm đoạt gì gì chăng nữa thì bác sĩ Trần cũng ký hết. Ý ở đây là bác sĩ Trần nói rằng bác sĩ Trần sẽ bước chân vào tù và có thể chết trong tù để cho Ngân thỏa mãn cái lòng hận thù của Ngân. Trong khi đó bởi vì bác sĩ Trần tình ngay ý gian, không có thể là không có thể là thanh minh được trong câu chuyện này. Hiện tại là bác sĩ Trần không có tiền và không thể thanh minh được, nhưng chỉ có mỗi một điều là bác sĩ Trần sẽ làm cho thỏa, tức là cái thỏa cái lòng mong mong muốn của người mà mình yêu thương thôi. Có nghĩa bác sĩ Trần chết vì người yêu. Ở đây bác sĩ Trần nói rằng bác sĩ Trần yêu Ngân và cái tình yêu của bác đến ngày mai chết đi cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Và nếu người yêu của bác muốn gì thì bác sẽ làm theo điều đó. Với một số tiền đó bây giờ thì bác không thể có, cho nên là bác sẵn sàng coi như là đánh đổi một cái giá, là Ngân nói gì bác sẽ ký vào đơn, chấp nhận là ký vào đơn với cái điều đó. Và bác sẽ chấp nhận cái tội hình phạt của pháp luật đưa ra, chẳng hạn cái tội lừa đảo lấy 50 triệu đô la đó, bị tù 10 năm, 20 năm, ok hết. Và bác sĩ Trần sẵn sàng nói rằng cái chết trong tù của anh sẽ là đánh đổi cái sự
minh bạch cái sự trong trắng của anh đối với cái tình yêu của chúng mình. Ở đây là bác sĩ Trần khẳng định với Ngân một cái điều như vậy nhé các bạn. Cái thông tin mà Thuyết nghe thì Thuyết nghe mãi cũng không hiểu được, bởi vì không trong câu chuyện của bác sĩ Trần nói như vậy á, thực sự ra ban đầu Đoàn Dư còn không hiểu và ngay cả Ngân cũng không hiểu, đến khi để bác sĩ Trần thanh minh mãi rồi thì mới hiểu được. Bản thân Thuyết cũng vậy thôi, ban đầu cũng không hiểu là tại sao bác sĩ Trần lại như thế như thế. Thành ra cuối cùng nói đi nói về mới hiểu được rằng bây giờ nói tóm lại là tiền không còn trong tay bác sĩ Trần nữa, mà bây giờ Ngân muốn coi như lấy lại tiền thì chỉ có cách là đưa bác ấy vào tù, và bác ấy sẵn sàng chứng minh sự trong sạch của mình, ký vào đơn không một phút suy nghĩ và để coi như chấp nhận vào tù và để chết trong tù, để cho Ngân thỏa, tức là thỏa cái cơn tức giận đi, và coi như là đó là cái giá của bác phải trả trong chuyện đó. Thì điều này bác chỉ muốn làm như vậy để cho coi như là chứng minh cho cái sự trong sạch của mình thôi. Đây chính là cái câu chuyện mà Thuyết đã kể trong đầu video ngày hôm nay, cũng cái câu chuyện ngày xưa mà bà Tư là đổ oan cho ông Oanh lấy cái số tiền 5 chỉ vàng, và ông Oanh thì đến kể ra tòa cũng không thể xác, không thể chứng minh được trong vấn đề trong sạch của mình, và bằng cách ông ấy chấp nhận vào tù. Nhưng mà trước khi vào tù thì ông ấy vẫn nói rằng là ông ấy không hề lấy của bà Tư, mà ông ấy chỉ là yêu bà Tư và mong muốn cuộc đời là hai người sống với nhau và cuộc đời vợ chồng thôi. Thì câu chuyện mà bác sĩ Trần hôm nay trả lời Ngân nó y hệt giống như là cái câu chuyện của bà Tư với ông Oanh ở cái làng xóm xưa của Thuyết nhé. Tuy nhiên về cái kết thúc câu chuyện nó ra sao thì chúng ta chưa thể biết được, đúng không ạ? Kết thúc cái câu chuyện ở làng ngày xưa từ năm 70 mấy đó thì ông Oanh đã chết ở trong tù một cách tức tưởi. Cho đến khi mà một ngày mà bà Tư phát hiện ra cái số vàng của mình là mình đã giấu ở trên cái gác gác quá giang nhà, để đó để cho sợ kẻ trộm ăn cắp, đã giấu trên đó lấy cả coi như là cái vôi vữa để chát vào đó để giấu đi. Và khi phát hiện đó cái số vàng đó chưa mất thì bà Tư lúc đó mới ân hận, nhưng lúc đó ân hận đã quá muộn màng rồi. Và cái câu chuyện đó được cả làng cả xóm biết các bạn, bởi vì có mấy người thợ người ta lên làm, người ta dỡ ngói ra để mà người ta xếp lại ngói cho đỡ mưa bị dột xuống nhà ấy, thì phát hiện ra là vẫn còn 5 chỉ vàng trong cái lọ đó, bà Tư giấu lên đó nhưng bà bị quên. Thì đến khi cả cuộc đời bà Tư cuối cùng bị hối hận và không lấy ai nữa, tức là bà Tư cùng ở vậy nuôi hai đứa con mà cũng không người đàn ông nào dám lấy bà Tư nữa. Lý do tại sao? Bởi vì bà Tư đã đổ oan cho người yêu của mình, đổ oan cho ông Oanh là ăn cắp 5 chỉ vàng. Và cuối cùng cái kết thúc câu chuyện ông Oanh bị chết trong tù một cách thê thảm uất ức, một cái chết tức tưởi, mà và cái giá phải trả là bà Tư phải ôm hận suốt đời. Bà ta đã ở giá ở vậy, tức là nuôi con nhỏ suốt đời và bị hàng xóm coi như là khinh rẻ, không ai quan hệ với bà Tư cả, cô lập bà Tư cả cuộc đời các bạn ạ. Đến khi bà chết rồi bà vẫn còn không nhắm được mắt, tức là bà ân hận vì cái hành động của bà là đổ oan cho người yêu lấy 5 chỉ vàng. Thì hôm nay đầu đuôi câu chuyện thì chưa rõ, nhưng hy vọng rằng bác sĩ Trần không phải chết tức tưởi trong tù bởi vì cái sự hiểu lầm của Ngân. Thuyết mong rằng bác sĩ Trần đâu hãy mang bỏ tất cả giấy tờ để chứng minh cho mình là người trong sạch đi. Tại sao bác không bỏ những cái giấy tờ hợp đồng mà làm ở bên Thái Lan với chính quyền Thái Lan, hợp tác ở mua nhà mua cửa hay cái gì gì đó ra để chứng minh cho mình trong sạch? Tại sao bác làm như vậy, như một cái cách đánh đố như thế, đúng ạ? Trên là câu chuyện nó sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Ở đây thì Thuyết biết rằng Ngân vẫn còn một cái gọi là một cái tình thương, Ngân là người yếu đuối, vẫn còn một cái tình thương đối với bác sĩ Trần. Không biết là có thể gọi là tình yêu hay không, nhưng Thuyết chỉ dám nói đến cái tình thương thôi. Nói đến cái tình yêu có thể có nhiều bạn lại ném đá vỡ sủ đấy. Vâng, thưa quý vị và các bạn, câu chuyện này diễn biến ra sao và kết thúc như thế nào thì mời quý khán thính giả và các bạn tiếp tục đón nghe những video sau của Thuyết, phát sóng vào lúc 7 giờ sáng giờ Việt Nam hàng ngày cho tới 10 giờ sáng nha các bạn, cứ mỗi một tiếng một video. Xin cảm ơn rất rất nhiều với tất cả quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Định Cư Canada. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán thính giả và các bạn.